Xin chào các bác, hôm nay em xin giới thiệu cái dòng Amli đa kênh của Marang, có model là SR7002. Thì đây là thuộc dòng Amli 7.1 của Marang. Đây là một cái thương hiệu đẳng cấp trong cái giới âm thanh. Và cái Amli này nó sẽ có thiết kế là mặt phay nhôm xước ha. Thì cái phay nhôm xước là cái độc quyền của Marang. Và hai cái núm to là núm điều chỉnh ngõ vào và núm volume cũng được thiết kế bằng kim loại rất là đẹp và rất là sang trọng. Thì trên cái núm chỉnh thì nó có thiết kế một cái đèn màu xanh để hiển thị rất là đẹp. Thì với cái dòng Marang thì nó đã nổi tiếng là cái chất âm với mid ngọt và bass mềm. Thì với cái dòng này nó sẽ cho âm thanh hay ở cả xem phim và cả nghe nhạc. Và máy sẽ hỗ trợ các chức năng chỉnh tất cả trên máy, thì tất cả đều chỉnh ở trong cái nắp cốp này, kể cả chức năng setup. Thì đây là thuộc cái dòng Amli size lớn của Marang. Thì máy về nó sẽ kèm một cái khiển zin của Marang, khiển khác đời, chỉnh được full chức năng. Và với cái dòng này nó đã tạo nên cái tên tuổi của những dòng Marang. Thì nó đạt được nhiều cái công nghệ ha. Thì tất cả các chuẩn âm thanh đa kênh mới nó cũng được sử dụng trong cái âm ly này, tức là Dolby True HD và DTS ha. Đây là những cái chuẩn âm thanh cơ bản của đa kênh ở thế hệ mới với cái kết nối HDMI là 1.3A. và cái chuẩn HDMI này nó sẽ hỗ trợ cái hình ảnh là 1080 ha, thì cũng rất là đẹp ha. Cũng đây là những cái tính năng hiện đại của dòng Amli đa kênh. Thì ngoài ra cái dòng Amli Marang 7002 này vẫn được cái chứng nhận là THX. Thì đây là cái tiêu chuẩn cao cấp của hệ thống âm thanh gia đình. Thì những cái hệ thống nào đạt tiêu chuẩn quốc tế về THX thì nó mới cái đóng dấu cái logo này ở trên mặt trước của máy. Thì ngoài ra ở Marang nó sẽ có cái công nghệ mở rộng âm thanh MDAX ha. Thì đây là MDAX. Thì khi mà mở cái chức năng này lên thì cái nguồn nhạc nén đầu vào từ cái kỹ thuật số ha, thì nó sẽ mở rộng cái âm thanh hơn. Thì lúc này âm thanh sẽ trở nên sống động hơn ha. Thì khi mà mở lên thì các bác sẽ thấy là âm thanh đầu vào nó sẽ sáng hơn, làm âm thanh nghe nó hay hơn nhiều so với không sử dụng cái chức năng này. Ngoài ra Marang vẫn sử dụng cái công nghệ là hiệu chỉnh phòng ODC Multi Equalizer, nó sẽ tự động điều chỉnh âm thanh phù hợp với căn phòng nghe bằng cái chức năng khi mà cắm mic vào để mà hiệu chỉnh tự động. Thì đối với cái dòng Marang này ta vẫn có thể điều chỉnh bass chép và equalizer chính băng tần bằng cái khiển điều khiển ở trên zin trên đây. Thì với cái dòng Marang này thì sẽ cho phép chúng ta xem phim và nghe nhạc với cái chất âm rất là hay. Như các bác đã nghe thì tiếng nó cực kỳ sáng ha, hay cả cho phim và cả nhạc luôn ha. Thì cái nội thất bên trong em đã mở sẵn ra rồi, các bác sẽ xem đây. Một cái biến thế cực to. Đây là thuộc dòng máy rất là lớn. Marang thiết kế một cái con Amli với đầy đủ các công nghệ và chọn lọc rất là kỹ về các linh kiện. Một cái biến thế cực lớn.
Thì các bác sẽ thấy đây là nó thiết kế các bo mạch độc lập để có khả năng chống nhiễm cực kỳ tốt ha. Ở đây là 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng ha, là 5, tổng cộng là 5 tầng bo mạch. Rất là hiếm khi cái dòng Ambi nào thiết kế cực kỳ chắc như nhiều, rất là nhiều tầng như những cái dòng này. Đây là thuộc dòng rất là lớn. Công suất nó thiết kế lên đến là 750W, cực lớn. Hai cái ngụ tụ nguồn to. Tất cả bo mạch chi chít bên trong. Thì cái sò dưới, nguyên một dải sò được thiết kế nằm phía dưới mặt, thì có là khoảng 14 con sò than, rất là nhiều sò phía dưới. Thì đó là cái nội thất bên trong một con Ambi rất là lớn, rất là đáng đầu tiên mà sở hữu. Thì phía sau Ambi em đã cắm sẵn ba cái chuẩn kết nối. Thứ nhất là cổng HDMI, em đang cắm vào cái ngõ DVD với cái cổng này. Đây là cái cổng in. Cổng in thì em lấy tín hiệu từ cái hộp Android Box, hộp Android Box. Nó sẽ thấy lấy tín hiệu hình ảnh và âm thanh đi vào và xuất cái hình ảnh đi ra cổng HDMI ha. Và phía dưới đây là cái cổng quang số 1 ha, em đang lắp vào cổng số 1 ha. Thì cổng quang này các bác có thể lấy tín hiệu từ cái TV xuống ha. Thì ở đây em đã lắp vào cái cổng số 1 ha, thì nó sẽ có tên là TV ha. Và tiếp theo nữa là cái cổng thông dụng là cái cổng cổng AV, đây là cổng AV em lắp vào cái ngõ là CD CDR. Thì chút nữa sẽ test về hai cái cổng này, thì hiện tại đang test bằng cái cổng HDMI. Sau đây em sẽ test luôn về các ngõ ra lo. Thì trước khi test tất cả các ngõ ra lo thì cái dòng máy này nó vẫn sẽ hỗ trợ về cái tính năng Ontario, tức là có thể nghe nhạc ở tất cả các kênh bằng cái chế độ surround mode ha. Ta nhấn chế độ surround mode là music ha, movie ha, tất cả các kênh nó đều hát ở chế độ stereo. Nếu bác nào chỉ có hai lo thì ta sẽ lắp vào cái vị trí là lo system phong. Ta lắp vào hai cái lo này. Đó là hai vị trí hai lo. Tiếp theo là lo center. Lo center là cái cổng màu xanh lá đây. Tiếp theo là cái cổng hai cổng lo surround. Và tiếp nữa là một cái cặp lo cho surround back ha. Thì với cái dòng Ambi này ta có thể đánh tổng cộng là 3 cặp lo. Thì một cặp chính ha, em đang test bằng một cái cặp lo bass 30 ha, 32 đánh cực kỳ khỏe ha. Thì hai cặp còn lại thì các bác có thể ghép bằng hai cái lo bass 20 và cộng với một cái lo center ở giữa ha. Thì đó là test tất cả các ngõ ra lo. Thì ở đây các bác sẽ thấy là nó sẽ có một cái cụm ngõ rề ao. Thì với cái rè ao này thì ta có thể dùng Ambi này để có thể biến thành một cái giải mã DAC 24 bit ha, cực kỳ xịn với rất là nhiều cái tính năng
hiện đại như là chỉnh equalizer và chỉnh bass chép rất là hay. Đó, thì em đã chuẩn bị sẵn một cái amply. Amply để mà có thể cắm vào để làm giải mã DAC. Ở đây em test ở hai ngõ left và right ha. Tất cả các lo đều đã tháo ra. Lúc này nó sẽ trở thành một cái giải mã DAC. Chức năng giải mã ok. Cắt ngõ ra lo. Là hát bằng cái ngõ analog ha, CDR đây analog. Ha, đã hoạt động ok rồi. Ba loại tín hiệu đã hoạt động ok. Sau đây em sẽ hướng dẫn luôn về để điều chỉnh bass chép ha. Ở đây là các bác sẽ thấy là nó sẽ có cái phím di chuyển từ một cho tới lăn đến lúc này nó thì nó sẽ điều chỉnh từ một cho tới chín tới không thì các ngõ vào ban đầu thì ta không quan tâm thì các bác có thể tự nghiên cứu. Ở đây em quan tâm ở cái mục số 7 và số 8. Mục số 7 và số 8 đó là chỉnh bass chép ha. Thì khi mà ta nhấn thì trên màn hình máy nó sẽ báo là AV mode, thì tức là đây là chế độ equalizer. Equalizer đã cài đặt bên trong máy ha, nên ta không thể điều chỉnh bass chép ở đây nữa. Thì để tắt equalizer và để điều chỉnh bass chép ha, thì ta nhấn nút giữa ha. Đây là nút setup menu. Ta di chuyển xuống mục là số 6. Thì các bác có thể xem cái thông tin này ở trên cái màn hình. Em để ở cả hai cái màn hình để các bác có thể xem ha. Ta nhấn enter. Ở đây có thể up equalizer hoặc là mở equalizer lên ha. Ta di chuyển mũi tên qua lại để mà chọn. Cái này là tắt equalizer. Thì lúc này cái nút bass cộng chép cộng em đã điều chỉnh được ha. Rồi và di chuyển gạt qua chép trừ ha. Thì đây các bác đã thấy là đã điều chỉnh được chép ha. Và ta di chuyển nút gạt qua để mà điều chỉnh bass ha. Nhấn nút enter để mà chỉnh giảm bass đây ha. Di chuyển lại một số 9 đây chính ha, và nhấn enter thì nó sẽ tăng bass lên ha. Rồi trở lại cái điều chỉnh equalizer ha. Ở đây ta sẽ chọn mũi tên qua để mà mở chức năng equalizer thì để điều chỉnh các kênh tần số equalizer ha, ta di chuyển mũi tên xuống và nhấn enter thì ở đây nó sẽ cho phép chúng ta điều chỉnh theo cái kênh center, phong left và phong right
ha, bằng những cái mũi tên qua lại và lên xuống ha. À, thì ở đây em đã điều chỉnh lo cho phong lép và phong ray sẵn rồi. À, các bác có thể điều chỉnh cho những kênh khác ha, bằng phím mũi tên và enter. À, ở đây em ví dụ em tăng mấy cái vài tần số lên. Điều chỉnh cho cái loa center thì các bác có thể vào những cái mục này để mà điều chỉnh theo ý muốn của mình. Sau đó em sẽ nhấn enter và di chuyển mục return. Exit để thoát ra luôn, thoát ra hẳn luôn. Thì đó là cái cách để mà điều chỉnh bass chép và equalizer. Thì tất cả các chức năng cài đặt loa thì em đã cài đặt sẵn bên trong rồi, các bác chỉ về việc sử dụng mà thôi. Thì để mà chọn chế độ âm thanh thì ở đây nó sẽ có nút auto. Ở đây phía dưới này là nút hai kênh radio, và ở trên này sẽ có nút auto, nó có thể nhấn để thay đổi. Stereo, auto, các chế độ âm thanh đây, auto, tiếng rất là sáng, rất là khỏe. Thì cái bộ chuyển đổi DAC là 24 bit với cái cổng real ở cho tất cả các kênh. Còn đối với cái bộ giải mã DSP đa kênh thì nó sử dụng bộ 32 bit với cái THX surround LX. Đầu tư rất là kỹ lưỡng về cái cấu hình. Công suất thiết kế là cực khủng 750W một kênh. Thì cái kênh loa với cái kênh công suất âm thanh của nó sẽ lên tới là 160W cho loa 6 ohm. Và tổng công suất nó có thể lên đến là 980W ở tất cả các kênh loa. Thì với cái dòng âm ly Marantz này, kích thước của nó là chiều ngang là 440mm, chiều cao cao hơn những cái dòng âm ly thông thường. Những dòng thông thường là chỉ là tầm 170mm ha. Nhưng với cái dòng này lên đến là 184mm, chiều sâu là 396mm và cân nặng là 15kg. Thì với cái dòng máy này vừa có thể xem phim, nghe nhạc ha, hoặc là dùng làm một cái con giải mã DAC cực chuẩn của Marantz ha, trong cái tầm giá cực kỳ tốt. Thì ở đây em đang test bằng những cái cặp loa bass cực lớn ha, bass 32cm ha, đánh rất là khỏe. Và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin chào tạm biệt các bác ạ.